Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tom Một Gena các bạn nhé. Và hôm nay là nhân cái sự kiện là cái skin của vị tướng Brian này ra mắt hợp tác thương hiệu với Bullet. Thì mình đang cái thuê một cái nick của bạn này. Thì bạn này đã quay cái skin này khá là đắt tiền các bạn nhé. 1 triệu 8 với vậy, gần 2 triệu ấy. Đấy là những người may mắn ấy, những người mà quay suối 2 triệu còn chưa ra cơ. Mình thấy skin khá là hụt máu nhưng mà bù lại ấy, thì hiệu ứng của nó khá là đẹp. Và mình nói chung là không có tư duy để chế được cái skin này mà đúng những cái gam màu mình thích luôn, màu đen, màu trắng, màu xanh, những cái gam màu mà mình đều rất là thích đấy. Thì nếu như bạn nào có điều kiện thì mình nghĩ nên đầu tư mua cái skin này vì bởi vì cái đáng cái đồng tiền bỏ ra các bạn nhá, rất là đẹp luôn. Và đấy, thì trận đấu này thì mình tiền thể là mình có cái skin mới thì mình quay cho các bạn luôn. Và mình sẽ là hướng dẫn một số cái về trang bị phù hiệu bằng ngọc của vị tướng Brian này. Thì đây là cái bưu đồ của mình, mình chơi được bạn nhé. Các bạn nào mà có những cái bưu đồ nào hay hơn ấy thì các bạn cứ chơi miền sao là các bạn thấy mạnh là được rồi. Thì vẫn như những cái trận đấu các bạn đánh bình thường thôi, thì mình sẽ là tạt ngang con bùa của bên rừng bên kia. Bởi hình như rừng bên kia đâu game một cướp rừng hay sao ấy, nó ăn chậm thì mình đã quan sát cái bản đồ thì mình sẽ vào cướp luôn các bạn nhé. Đấy, thì đấy là cái rank cao thủ 40 mấy sao ấy. Thì nói chung là cái rank này thì các bạn đánh cũng bình thường thôi, chủ yếu là các bạn di chuyển né mấy cái bụi mà các bạn khả nghi được đấy. Rank này nó có nấp bụi khá là nhiều thì chỉ cần như vậy thôi, mình nghĩ là như vậy là các bạn đã đánh được rồi. Bởi vì cái tầm này là cũng gần cuối mùa rồi các bạn nhé, không còn gắt như đâu mua nhiều nữa đâu. Và trước khi bắt đầu video hướng dẫn thì mình xin chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình các bạn nhé. Thì cái diễn biến ở trận đấu này đầu game khá là chậm nên mình sẽ là nói sơ qua về cái phần trang bị bằng ngọc phù hiệu mà mình dùng cho vị tướng Brian này. Thì đây là cái cá nhân mình dùng thế mạnh thì mình dùng các bạn nhé. Bạn nào mà thấy không cái nào mạnh hơn thì các bạn cứ là dùng, miễn sao các bạn thấy là chơi game hợp lý là được. Rồi, thì đầu tiên là cái phần phù hiệu. Phù hiệu của Brian mùa này thì mình sẽ dùng là phù hiệu tinh linh các bạn nhé. Bởi vì cái tinh linh hiện tại nó quá là mạnh rồi, quá là bá luôn đấy. Nên là mình sẽ dùng cái hợp meta nhất là cái tinh linh. Và phần phù hiệu nhánh phù ấy thì mình sẽ là dùng cái tăng tỷ lệ chỉ mạng của đồ chỉ mạng các bạn nhé. Tức là tỷ lệ sẽ là nhiều hơn đấy. Và cái đồ thứ ba ấy thì mình sẽ là cái nhánh phù thứ hai ấy là cái giảm 10% hồi chốt cuối. Thì mình thấy con Brian này khá là cần chốt cuối, nó khá là quan trọng các bạn nhé. Nên là mình sẽ dùng cái 10% giảm một chốt cuối. Và nhánh phù đường dưới thì mình sẽ là dùng cái băng xương và cái tăng công vật lý. Đấy, thì đó là về phần phù hiệu. Còn phần bằng ngọc ấy mình edit ở dưới cho các bạn luôn nhé. Mình dùng bằng ngọc 36% sát thương chỉ mạng và mình cũng không dùng ngọc hút máu cho vị tướng này bởi vì chiêu 2 nó có sẵn hút hút máu rồi các bạn nhé. Và nếu cho bạn nào thích chắc chắn thì bạn có thể để phái viên hút máu vào ngọc tím. Còn cái phần để phái này diệt được này một màng rồi. Và cái phần phù hiệu ấy chơi luôn các bạn nhé, có băng sướng mà lo gì. Đấy, con lão ở mùa này con lão réo khá là mạnh nên là mình nghĩ là nói chung là mình phải cẩn thận khi mà đối đầu với tướng lão réo này. Còn với phần trang bị ấy thì mình sẽ là edit ảnh cho các bạn thấy luôn ở cái góc trái màn hình các bạn nhé. Đây thì đó là tất cả những gì mà mình chơi con Brian thì mình đi đường như thế, đường rừng thì mình sẽ lên đồ đó như vậy. Và đường top hay như là đường rồng ấy thì mình sẽ lên đồ như vậy các bạn nhé. Đấy thì nói chung là con Brian này nó chơi khá là dễ rồi, nó cũng không cần phải chơi kỹ năng nhiều. Chủ yếu là các bạn combat ấy, lúc combat thì các bạn bật chút cuối lúc hợp lý ấy và cắn đủ sát thương để mà kết liễu thôi. Đấy, đây là con Brian nó chơi khá là dễ nên mình cũng không phải hướng dẫn nhiều cái cách chơi con vị tướng Brian này.
đấy thì các bạn nói chung là chủ yếu là di chuyển hợp lý này, các bạn farm để mà vang lên nhánh để mà nói chung là sánh sớm thì các bạn sẽ là cân được nhiều các bạn nhé. Lúc mà các bạn vang sánh gần phun đô ấy mà địch mà thua các bạn 1-2 nghìn vang ấy, các bạn vào giữa đội hình tìm địch mà quẩy luôn thì khá là phê luôn các bạn nhé. Đấy con tướng này lúc mà chưa bị giảm sức mạnh ấy, một mình nó cực cân nắm kìa, bây giờ cái cúng tâm má bị giảm sức mạnh này và cái chiêu hái của con tướng này, nói chung là con tướng này bị giảm sức mạnh khá là nhiều, 1-2 lần đấy, và cái cúng tâm má bị giảm đấy, nên bây giờ nó không bá nữa như những bạn mà lúc mới ra con bữa rãi thì các bạn đã biết rồi. Con này khá là mạnh, một mình có thể cân 4-5 được là bình thường các bạn nhé. Rồi đó thì đó là tất cả những gì mà về tướng Brai mình muốn chia sẻ về trang bị, phù hiệu và cái lối di chuyển cũng như là cách chơi Brai thì nó khá là dễ rồi. Thì bây giờ mình sẽ tập trung vào trận đấu của bạn nhé.